thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ đã giải ngân 11 tỷ 496 triệu đồng chi hỗ trợ cho 3.832 hộ kinh doanh, tương đương mức 3 triệu đồng mỗi hộ. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ cũng vừa giải ngân trên 500 triệu đồng cho 4 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho 132 lượt người lao động. Tính đến ngày 11 tháng 12, thành phố Cần Thơ đã chi trên 44 tỷ 800 triệu đồng, hoàn thành hỗ trợ 3.676 người sử dụng lao động. Với hơn 94.000 người lao động được giảm mức thuế đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Chi hỗ trợ một lần đối với 172 viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch, số tiền trên 638 tỷ đồng, đang thực hiện thủ tục chi hỗ trợ 111 trường hợp còn lại.